đây nha, ví, ví dụ như em mà muốn đổi ấy thì em phải đổi hai cái thư mục. Một là em vào cái thư mục database này này, ví dụ như em đổi cái user này này. À đổi cái password này đi. Ví dụ như em rename cái password này nhá. Ví dụ như của nó là ngày của nó là năm 2014 đúng không? Thì em muốn đổi năm 2020 này. Đấy, tức là 2020 ngày 10 tháng, ví dụ ngày 12 này. tháng 12 này năm tháng tháng 2 ngày 12 ok khi em đổi đổi cái vậy ấy. đây thì em đổi như vậy thì nó sẽ cái bắt đâu nhỉ đây khi em đổi đổi cái này xong nhá thì em cũng phải vào cái Miragate này này bảng Miragate này em tìm cái file em vừa đổi đây cái file password này này em chỉnh sửa chỉnh sửa thì em copy đây bỏ đi bằng PP và thực hiện đấy thì em em sẽ phải làm như thế thế em vừa đổi đổi cái bên này như nào thì bên ngoài này em cũng phải đổi trong cái file kết em phải đổi lại như vậy